Thì nếu như bạn này để nguyên như vậy và apply cái visa thì 100% là bạn này sẽ trượt. Chào mọi người, mình là Minh Chí đến từ Thổ Địa Canada và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách để viết cái study plan tránh những cái lỗi có thể khiến cho cái hồ sơ của bạn bị trượt visa du học. Thì có rất là nhiều cái lỗi dẫn đến cái hồ sơ của bạn bị từ chối, ví dụ như là về travel history, là về cái lịch sử du lịch nè, về công việc của bạn nè, về tài chính của bạn nè, về cái bạn lựa chọn ngành học nè. Nhưng một trong những cái lỗi mà phổ biến nhất á mà người Việt của mình hay gặp phải đó là không tin bạn sẽ quay về sau chuyến đi, ví dụ như đi du học hay đi du lịch. Thì như vậy thì làm cách nào để mình tránh phạm phải cái lỗi này khi mà mình viết một cái study plan hay là một cái kế hoạch du học của mình? Thì cái điều đầu tiên á, bạn phải nhớ là mình không được chê cái giáo dục của cái nơi bạn sinh sống và học tập. Ví dụ như là một số bạn hay có cái khuynh hướng là chê cái giáo dục Việt Nam là cái môi trường học tập nó không có tiến bộ, giáo trình nó cũ rồi, không có cơ sở vật chất cho nên tôi không học được, và vì vậy tôi phải đến Canada hay là một cái nước ngoài nào đó để học. Thì cái điều đó sẽ làm cho cái người visa officer họ cũng liên tưởng ngay đến cái việc là người này sẽ có cái mục đích đến Canada học xong rồi sẽ ở lại. Bởi vì không có ai muốn người thân hay là con em của mình sau này cũng lại học trong một cái môi trường giáo dục không tốt như vậy. Vì vậy, thay vì bạn phê bình giáo dục Việt Nam hay là giáo dục của cái quốc gia của bạn đang sinh sống á, thì bạn hãy tập trung bằng cách là chỉ ra những cái điểm mạnh của giáo dục Canada. Ví dụ như là giáo dục Canada xếp hạng thứ mấy trên thế giới, cái trường của tôi muốn học, cái ngành tôi cũng muốn học nè, cái ranking của nó là đứng bao nhiêu trên cái thị trường, trên cái bảng xếp hạng của cái nhóm ngành này. Như vậy thì sẽ tăng tính thuyết phục hơn và tránh bị cái lỗi là không tin sẽ quay về sau chuyến đi. Cái thứ hai á là bạn không được đề cập hay là mention đến những vấn đề liên quan các yếu tố chính trị và xã hội của cái nơi của bạn đang sống. Ví dụ như là Việt Nam tham nhũng nhiều quá, ô nhiễm môi trường quá, rồi quan liêu quá, thì nó lại quay về y chang cái lỗi thứ nhất. Thì cái người visa officer họ cũng có cơ sở để suy luận được là cái bạn này sẽ không có quay về Việt Nam trong tương lai, bởi vì cũng đâu có ai muốn gia đình mình sống trong một cái xã hội, một cái đất nước có nhiều vấn đề bất ổn như vậy, đúng không? Và cái lỗi thứ ba là cái lỗi đại kỵ nhất, là đề cập thẳng cái việc là bạn muốn đến Canada để định cư sau khi du học. Và trên màn hình mọi người đang thấy là một cái bạn nhắn tin cho mình và đề nghị là sẽ bỏ cái yếu tố là muốn đi định cư vào ngay trong cái study plan. Thì nếu như bạn này để nguyên như vậy và apply cái visa thì 100% là bạn này sẽ trượt. Bởi vì Canada họ mong muốn là tạo điều kiện cho bạn đi học, rồi sau đó bạn mang kiến thức của bạn về Việt Nam, phát triển đất nước cũng như là giúp cái career path, là cái sự nghiệp của bạn nó gặt hái được nhiều thành công hơn. Tất nhiên là chúng ta đều biết là Canada là một trong những quốc gia đang mở cửa về định cư cho du học sinh. Tuy nhiên, khi mà bạn đang viết cái study plan thì bạn chỉ cần tập trung, bạn focus vào duy nhất cái điểm là làm sao thuyết phục được là cái mục đích tôi đi là để tôi đi học là được. Bạn không nên đề cập những cái yếu tố xa hơn, ví dụ như cái mong muốn định cư làm việc ở Canada sau đó. Như vậy thì sẽ tránh được cái lỗi là khiến người ta nghi ngờ rằng bạn không quay về sau chuyến đi. Thì mình hy vọng là cái clip này đã mang đến những thông tin dành cho phụ huynh học sinh đang có cái kỳ vọng, đang có cái dự định du học Canada, biết thêm để mình tự làm hồ sơ, mình tránh được những cái lỗi này. Và nếu bạn thấy cái clip này có ích thì bạn có thể like, share, subscribe channel của mình, cũng như comment bên dưới bình luận cái chủ đề mà bạn muốn nghe và mình sẽ sắp xếp để làm trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành. Mình là Minh Chiết, đến từ Thổ Địa Canada. Bye bye.